kính chào quý vị và các bạn. Tình trạng ngập do triều cường ở Nam Bộ vẫn sẽ tiếp diễn vì dự báo chiều nay nhiều nơi vượt báo động 3. Còn ở Trung Bộ thì mưa lớn có thể sẽ kéo dài hết ngày mai. Gió đông bắc của không khí lạnh thì tương tác với địa hình của miền Trung đã gây mưa lớn suốt từ Quảng Bình đến Phú Yên. Trong đó, từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam là những nơi có mưa to nhất. Lượng mưa hầu hết đều trên 200mm. Thậm chí là ở Phú Lộc của Thừa Thiên Huế và Duy Xuyên của Quảng Nam, lượng mưa còn vượt 300mm. Dự báo trong hôm nay và ngày mai vẫn là cao điểm mưa ở Trung Bộ. Trong đó, mưa to nhất là từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, có nơi mưa vượt 300mm. Do mưa lớn nên lũ trên các sông ở Trung Bộ sẽ lên nhanh. Dự báo chiều nay, một số sông ở Trung Bộ sẽ đạt đỉnh. Như sông Kiến Giang tại Lệ Thủy, Quảng Bình, thì mức nước chiều nay có thể vượt báo động 2 10cm. Cảnh báo ngập lụt ở vùng trũng thấp tại huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ lên, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện số 31, trong đó yêu cầu các địa phương, bộ ngành chủ động di dời sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét và sạt lở đất, kiểm soát giao thông qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Còn ở Nam Bộ, chiều nay và 2 ngày nữa là cao điểm của đợt triều cường. Mức nước dự báo chiều nay ở hầu hết các trạm đều vượt báo động 3 từ 2 cho đến 8cm. Thời gian đạt đỉnh là vào khoảng từ 4 đến 6 giờ chiều nay. Tình trạng ngập úng ở những khu vực trũng thấp tại thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ là khó tránh khỏi, ảnh hưởng đến giao thông đi lại đúng vào giờ tan tầm. Bắc Bộ chiều nay nằm trọn trong khối không khí lạnh khô, trời nắng hanh nhưng cảm giác vẫn mát mẻ dễ chịu. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố phổ biến từ 24 cho đến 29 độ. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ cùng với vùng biển huyện đảo Hoàng Sa chiều nay có mưa dông, cảnh báo gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động. Còn quanh huyện đảo Trường Sa có mưa dông đi kèm nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trong chiều và tối nay.